Xin chào mọi người đã quay trở lại channel của mình. Lời đầu tiên tôi xin kính chúc toàn thể quý vị và các bạn có một ngày mới mạnh khỏe, hạnh phúc và cố gắng vượt qua đại dịch COVID-19. Hôm nay tôi xin chia sẻ với mọi người vụ tiêu hủy 15 con chó tại Cà Mau, cả 5 người trong đoàn mắc COVID-19. Ông Trần Tấn Công, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau cho biết, hôm mồng 8 tháng 10, một nhóm 5 người mang theo 15 con chó và một con mèo về Cà Mau. Trong nhóm có một người tên Duy Khanh về quê vợ ở xã Khánh Hưng. Ngoài ra, còn có vợ chồng người tên Hùng, là bạn của ông Khanh. Vợ chồng ông Hùng không phải người quê Cà Mau. Những người này được đưa vào khu cách ly tập trung ở xã Khánh Hưng. Còn đàn chó có tổng cộng 15 con, gồm 4 con lớn, 8 nhỏ, 3 chó vừa. Qua sàng lọc, test nhanh trong nhóm nói trên có 4 người dương tính nCoV. Sau đó, kết quả PCR thì cả 5 người đều dương tính. Ban đầu ông Khanh nhận là chủ nhân của đàn chó nói trên. Ông Khanh đem 4 chú chó lớn nhốt vào các bao tải. Tuy nhiên, những chú chó này sau đó sổng ra ngoài. Do các chủ nhân của đàn chó đã dương tính nCoV nên người trong khu cách ly rất sợ, phản ánh với cán bộ y tế. Trước tình hình chó mèo như thế nên bộ khung, người quản lý trong khu cách ly, sợ lây lan dịch bệnh nên tiến hành tiêu hủy, ông Công nói và cho biết thêm. Dù không có chứng cứ khoa học động vật lây lan dịch cho con người, nhưng khi biết chủ nhân của đàn chó dương tính nCoV, người trong khu cách ly rất sợ bị lây nhiễm. Vụ tiêu hủy đàn chó có sự đồng ý của ông Khanh. Theo ông Công, ban đầu chính quyền xã Khánh Hưng xác định toàn bộ số chó, mèo nói trên của một chủ. Tuy nhiên, sau đó mới phát hiện đàn chó trên có cả chó của ông Hùng, tôi đã liên hệ qua điện thoại với ông Khanh và Hùng. Qua trao đổi cả hai nói có tiếc ngậm ngùi khi đàn chó bị tiêu hủy, nhưng họ chấp hành để phòng chống dịch, họ nói sợ lây nhiễm dịch cho người khác. Phía địa phương cũng chấp hành nghiêm công tác phòng chống dịch. Phòng chống dịch phải đi trước trên một bước, lo cho tính mạng con người là đầu tiên. Còn nếu chu toàn cho đàn chó mà để lây lan dịch thì chính quyền địa phương phải gánh trách nhiệm rất lớn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Trần Văn Thời nói. Nói về người đàn ông tên Hùng không phải quê ở Cà Mau, nhưng vẫn theo bạn về địa phương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Trần Văn Thời nói, trong lúc người từ vùng dịch về quê rất đông. Cả hệ thống chính trị và bà con nhân dân tập trung hết sức lực để chăm lo y tế, thu xếp chỗ ăn chỗ nghỉ, cũng như sàng lọc để tách ép không ra đưa đi điều trị. Nhưng họ lại mời người quê ở chỗ khác về Cà Mau, đây là điều không hợp lý. Đặc biệt, họ còn mang theo nhiều động vật từ vùng dịch về, đây là điều không thể chấp nhận. Hiện chính quyền huyện Trần Văn Thời đã động viên 5 người nói trên an tâm điều trị COVID-19. Sau khi những người này xuất viện, chúng tôi sẽ rà soát lại xem ai đúng ai sai để có hướng xử lý phù hợp, ông Công nói. Trước đó, hình ảnh đôi vợ chồng chở những chú chó trên xe máy chất lình kình đồ đạc được chia sẻ nhiều trên mạng. Theo clip, hình ảnh được chia sẻ, các chú chó ngồi ngoan ngoãn suốt chuyến đi. Đến tối qua, nhiều người bức xúc khi biết tin ngành chức năng xã Khánh Hưng đã tiêu hủy đàn chó 15 con nói trên. Liên quan đến vụ việc, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau đã có văn bản gửi Sở Y tế, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Ủy ban Nhân dân huyện Trần Văn Thời yêu cầu rà soát, cung cấp thông tin chính thống cho báo chí liên quan vụ 15 con chó của một gia đình đang cách ly bị trạm y tế xã Khánh Hưng tiêu hủy. Sở Y tế phối hợp cùng Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ủy ban Nhân dân huyện Trần Văn Thời cùng các cơ quan, đơn vị liên quan, rà soát thông tin nêu trên báo chí, báo cáo kết quả về Ủy ban Nhân dân tỉnh trước 10 giờ ngày 11 tháng 10 in. Văn bản của Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau nêu,
cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.